Hello mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người ba công cụ làm ra cực kỳ quyền lực trong Photoshop. Rồi, đầu tiên đó chính là plugin Need Image. Plugin này sẽ phù hợp với những tấm hình chụp rộng, chụp toàn thân và không đòi hỏi quá cao về chi tiết da. Bây giờ mình sẽ thử test cho mọi người xem. Ở đây, mình sẽ chọn Stock này, đưa vào Photoshop. Rồi, mình cho nó một cái preset. Rồi, mình chọn cái này. Tăng sáng lên một chút. Ok. Rồi, trước tiên mình nhặt sơ qua những phần mụn. Rồi, mình nhấn đôi layer Ctrl Z. Khi cài đặt thành công thì plugin này sẽ nằm trong filter Need Image. Rồi, mọi người chọn cho mình Noise Filter Setting. Ở lần đầu tiên thì mọi người nhấp vào đây để chọn thông số. Những thông số này thì mình cũng sẽ gửi tặng cho mọi người. Rồi, sau đó nhấn Apply. Rồi, như vậy là đã chạy xong. Mọi người cùng so sánh kết quả. Trước, sau, nó sẽ làm đều xóa đi những phần noise, những phần bị loang. Tiếp theo, plugin số 2 đó chính là Portraiter. Plugin này sẽ phù hợp với rất nhiều thể loại ảnh, kể cả ảnh rộng, chụp toàn thân hay là ảnh chân dung đều được. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem. Đây, Ctrl Z để nhấn đôi layer. Vẫn là filter Imanomic, chọn Portrait. Rồi, ở đây có mọi người có thể tùy chọn thông số. Mình sẽ chọn Normal, nhấn OK. Rồi, đây nó đã chạy xong. Mọi người cùng xem kết quả. Trước sau. Và cuối cùng đó chính là panel DR5V6. Khi cài đặt thành công thì nó sẽ nằm trong Windows Extension DR5V6. Panel này nguồn gốc là ở Trung Quốc, tuy nhiên thì được Việt hóa bởi anh Mạc Hoa Kỳ. Xin cảm ơn anh vì đã Việt hóa panel này để cho người Việt sử dụng. Rồi, mình quan tâm phần làm da V5 thôi. Nhấn vào đây. Tiếp tục nhấn vào đây. Nhấn vào đây một lần nữa. Rồi, hình này hiện ra, chúng ta sẽ kéo cho nó to hơn khuôn mặt một chút. Đây là tính năng AI, nó sẽ tự động nhận diện và phân tích da để đưa ra hướng xử lý làm mình da. Và sau khi kéo vòng này thành công, vừa ý mình sẽ nhấn Enter. Rồi, nhấp vào đây. Rồi, mọi người để ý là kéo cái thân follow này lên 100%. Rồi, nó đang mặc định là mặt nạ đen. Mình sẽ dùng brush màu trắng để tô lên phần da. Rồi, mọi người quan sát. Đây, nó là mịn. Xử lý được các phần da lỗi. Một đều xóa hết. Khi bôi thêm mọi người tránh những chi tiết như là mắt, chân mày, môi, miệng. Rồi, mọi người cùng so sánh kết quả. Đây là trước sau. Đối với những người làm da nhưng mà cần giữ nguyên lại các chi tiết hạt da không quá mịn thì đây là một panel rất là hữu dụng. Mình rất là thường xuyên sử dụng panel này để làm da. Khi làm xong, nhìn da vẫn rất là tự nhiên. Rồi cuối cùng, mình sẽ test cả ba công cụ này trên cùng một tấm hình để mọi người dễ dàng so sánh hiệu quả của công cụ.
Đầu tiên là Knit Image. Mình nhấn đôi layer. Rồi, chạy nó. Rồi, mọi người có thể thấy đây, hiệu quả của nó lên tấm hình này không nhiều. Phần bên này mịn rất là ít. Rồi, mình tắt nó đi để mình thử cái khác. Tiếp theo là Portrait. Filter, Portrait. Ok, rồi. Đây, thì nó khá là hiệu quả đối với tấm hình này. Tuy nhiên thì phần này vẫn đang còn chưa được đẹp cho lắm. Rồi cuối cùng, mình dùng DR5V6. Bôi lên những phần da. Xóa luôn được cả nốt ruồi, sẹo mụn. Rồi, mọi người cùng so sánh, cùng xem. Đây là Knit Image. Đây là Portrait. Và đây là DR5V6. Ở một số trường hợp chúng ta có thể kết hợp hai công cụ để tăng hiệu quả lên. Ví dụ như tấm hình này, mình có thể kết hợp thêm DR5 và kết hợp thêm Portrait. Rồi, mọi người cùng xem hiệu quả của nó sẽ như thế nào. Rồi, mình giảm một chút để bớt độ mịn đi. Rồi, mình gộp lại. Rồi, nó xử lý rất là hiệu quả. Gần như là xóa hết tất cả triệt để các vấn đề trên da. Ok. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho mọi người ba công cụ để làm mịn da trong Photoshop. Link tải ba công cụ này mình có để ở phần mô tả. Nếu thấy video này bổ ích, mọi người đừng quên cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Chúc mọi người thành công!